Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến coroshop24h.com. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ đến nhà bà Sự để xin những cảm nhận của bà khi bà sử dụng sản phẩm dầu nóng của Hàn Quốc của coroshop24h. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nhà bà Sự cùng Ngọc Hoa nhé. Bà ơi! Chào nhau bà! Bà chào cháu! Vâng, hôm nay bên cháu qua muốn xin bà một ít cảm nhận về sản phẩm dầu nóng ạ. Thì mong bà cho cháu một chút thời gian để nghe những cảm nhận của bà khi sử dụng sản phẩm ạ. Rồi, cháu vào đây, mời cháu vào đây. Vâng, chào cảm ơn bà. Vâng, chào các bạn. Hiện nay Ngọc Hoa đang ngồi trong nhà bà Sự, là người đang trực tiếp sử dụng sản phẩm dầu nóng Hàn Quốc của siêu thị trực tuyến coroshop24h. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc Hoa nghe một số cảm nhận của bà nhé. Đấy là bà. Bà chào cháu. Bà ơi, không biết là trước kia mà bà sử dụng cái sản phẩm dầu nóng Hàn Quốc của bên cháu thì cơ thể bà hay bị đau nhức hay là như thế nào không ạ? Trước đây bà chưa dùng thì xương khớp của bà nó đau. Giờ rời là nó nhức xương. Tức là mỗi lần mà đi lên cầu thang hay đi xuống thì nó nhức xương, nó đau. Nhưng mà từ ngày bà dùng cái thuốc này thì bà thấy là đỡ nhiều. Mỗi khi giờ rời thì trong người bà không thấy nhức xương nữa. Vâng. Bà ấy không biết là năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay bà 82. Ồ, bà 82 tuổi rồi ạ. Vâng. Bà 82. Thế khi mà bà sử dụng sản phẩm này thì bà thấy cơ thể mình nó có cải thiện hơn không ạ? Tình trạng đau nhức nó có đỡ hơn không ạ? Nó cải thiện nhiều cháu ạ. Vâng. Trước đây bà không biết, bà không dùng thì dở dời là bà khó chịu lắm. Vâng. Nó đau nhức xương không chịu được. Vâng. Nhưng mà từ ngày bà biết cái thuốc này, con trai bà mua cho thì bà dùng thì rất là tốt, mỗi khi dở dày nó đỡ nhiều lắm, không có nhức như trước mà không đi lại được cầu thang, bây giờ đi lại thì bình thường. Vâng. Đấy, tốt lắm. Thế nên là bà đi tập được chưa, bài tập dưỡng sinh thì các bà hỏi bà mà bà dùng cái thuốc gì mà bà khỏe mạnh hơn, mà chúng tôi thì rất là đau nhức xương không chịu được, thì bà có mách là cái thuốc này bà dùng rất tốt. Con trai bà mua cho thì là dùng đây, thuốc đây, dầu. Vâng, dầu đây. Thế là cái dầu này con trai bà mua. Thế là nói chuyện với các bà cùng đi tập, bà nhờ mua hộ. Vâng. Nhờ con trai bà mua hộ. Bà mỗi bà một hòn một nọ. Vâng. Bà bảo rất là tốt. Khi mà bà dùng rồi thì các bà bảo đúng là dầu này rất tốt. Vâng. Bà nào cũng thích. Bà nói mà khi nào tôi hết thì tôi lại nhờ con trai bà mua hộ nhá. Vâng. Vâng, được rồi. Các bà yên tâm, tôi cũng khỏi được cái thuốc này đấy, dầu này đấy. Thế là đi lên cầu thang cờ bây giờ là rất là bình thường. Vâng. Mỗi khi dở dời nó không như trước, nó đau nhức xương. Vâng, đúng rồi. Vì khi mà mình mà thoa cái dầu này vào các cái chỗ mình bị đau đấy, xong xoa rồi vào. Dùng, bà có dùng cái này để massage không ạ? Có. Vâng. Đấy, xoa khi xoa mà vào. Mình dùng massage thì một lúc sau mình lúc sau thì là thấy dễ chịu luôn. Vâng. Đấy, nó có cái này nó xoa vào mà. Vâng. Nó nóng, dầu nó nóng lên. Vâng. Nó tan những các cái nhức xương. Vâng. Rất tốt. Vâng. Nên là các bà rất thích cái dầu này mà tôi bà cũng rất thích. Vâng. Trước đây là đi lại rất khó khăn. Vâng. Lên xuống cầu thang là rất là nhức xương bả vai rồi là đầu gối. Nhưng bây giờ thì bà rất là đỡ nhiều lắm. Vâng. Tức là khi mà thay đổi thời tiết hay là khi mà bị đau một cái là bà mua bà là khi mà mình massage nhẹ nhàng thì mình lại có thể lại bình thường và đấy, đỡ cái cơn đau của mình giảm đi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Cháu cũng thấy là chú đặt ở trên bên cháu khá là nhiều thì chắc là cũng là nhờ bà đúng rồi, đi tập dưỡng sinh đúng không ạ? Vâng, đúng đây rồi. Như bà vừa kể, chắc là ở hội dưỡng sinh của bà thì có nhiều ông bà lớn tuổi không ạ? Các cụ thì toàn cũng 70, 75, 80 như bà này. Vâng. Rất nhiều. Vâng. Đi tập. Cũng nhiều ạ. À. Vâng. Thế là sản phẩm cháu khi mà nghe được tin này cháu thật là hạnh phúc. Vâng. Khi mà sản phẩm này đã mang lại được những sự thoải mái và cải thiện về tình trạng đau nhức cho các ông các bà. Các cụ. Vâng. Rồi. Thì bây giờ thời tiết Hà Nội thì nó hay thay đổi nhiều ạ. Nên là nếu như mà chúng ta mà cứ bị đau nhức thì rất là mệt mỏi cho bản thân và cũng như là tạo ra sự lo lắng cho con cháu đúng không ạ? Vâng, cháu hôm nay rất cảm ơn bà vì bà đã dành cho chúng cháu chút thời gian để chia sẻ cho chúng cháu nghe về những cảm nhận khi bà sử dụng sản phẩm dầu nóng Hàn Quốc này. Rồi. Cháu chúc bà là ngày mùa khỏe mạnh ạ. Bà cảm ơn con cháu ạ. Bà cảm ơn con cháu. Vâng, thưa các bạn, đấy là những cảm nhận của bà Sự khi trực tiếp sử dụng sản phẩm dầu nóng Hàn Quốc của siêu thị trực tuyến coroshop24h. Các bạn cũng thấy đấy, theo như tiêu chí của chúng tôi
chất lượng và uy tín nên là chúng tôi luôn luôn mang tới thay các bạn những sản phẩm tốt nhất để cải thiện sức khỏe của các bạn hay là chính gia đình các bạn, ông bà bố mẹ chúng ta, để sao cho cuộc sống của chúng ta thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.